Thưa quý vị, việc kinh doanh vũ trường hay là các quán karaoke hiện nay đang được hướng dẫn bằng Nghị định số 54 năm 2019. Sau gần 5 năm triển khai, Nghị định này đã phát sinh các tồn tại và vướng mắc liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy, cũng như chưa cụ thể trong công tác cấp, kiểm tra giấy phép trong lĩnh vực này. Việc sửa đổi bổ sung Nghị định được giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo trình tự, thủ tục rút gọn. Sáng nay, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với đơn vị soạn thảo để ra soát lần cuối trước khi ban hành. Về các điều kiện phòng chống cháy nổ, dự thảo nghị định đã sửa đổi, bổ sung theo các hướng dẫn mới nhất về đảm bảo an ninh trật tự. Với loại hình kinh doanh có điều kiện, các cơ sở không đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ sẽ bị thu hồi giấy phép kinh doanh. Để đảm bảo hiệu lực quản lý nhà nước, thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh loại hình này được giao cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Đại diện một số bộ ngành đề xuất bổ sung thời hạn cho giấy phép này, tuy nhiên đơn vị soạn thảo cho rằng không cần thiết, vì đã quy định cụ thể các trường hợp bị đình chỉ, thu hồi giấy phép hoặc điều chỉnh giấy phép khi có sửa chữa, cải tạo. Việc bổ sung thời hạn giấy phép sẽ làm phát sinh, phức tạp hóa các thủ tục hành chính. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đồng tình với việc không quy định thời hạn giấy phép, nhưng phải tiền kiểm với các điều kiện về phòng cháy chữa cháy thay vì hậu kiểm. Với các điều khoản thành lập đoàn thẩm định, Phó Thủ tướng cho rằng không cần thiết đưa vào nghị định vì đã có ràng buộc trong các luật khác. Sáng nay, đoàn giám sát việc thực hiện nghị quyết số 43 và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia do chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh dẫn đầu đã đến khảo sát dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn Cần Thơ - Hậu Giang. Theo báo cáo nhanh, dự án được Quốc hội chấp thuận áp dụng cơ chế đặc thù chỉ định thầu và cho phép không phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện vẫn chưa tận dụng tốt cơ chế này. Quốc hội cũng đã cho phép là áp dụng cái cơ chế đặc thù trong cái việc mà khai thác mỏ vật liệu xây dựng thông thường. Trong đó nêu rất rõ là cái thủ tục khai thác ấy, thì được gần như là rút ngắn và chỉ thực hiện như là đối với cái việc mà khai thác vật liệu nằm trong phạm vi dự án. Tức là thủ tục nó rất đơn giản. Không phải thực hiện các cái thủ tục thăm dò rồi là quyết định phê duyệt dự án rồi tất tật rút ngắn. Thế nhưng mà thực tế là các địa phương khi mà triển khai ấy, thì họ vẫn bám vào cái luật khoáng sản và nghị định 158 để mà triển khai các thủ tục. Dẫn đến toàn bộ cái thời gian vừa rồi đối với 16 mỏ này thì cái thời gian thực hiện là nó cũng còn khá lâu. Về nguồn vật liệu cắt đất nền đường, hiện nhu cầu công trình đến tháng 10 năm 2024 phải đưa về dự án 14 triệu mét khối cát. Đến nay mới hoàn thành thủ tục khai thác với trữ lượng 9 triệu mét khối và mới khai thác được khoảng 2,3 triệu mét khối. Hiện nay trừ Đồng Tháp, các địa phương vẫn chưa xác định được nguồn cát và công suất khai thác cung ứng chưa đáp ứng yêu cầu. Thưa quý vị, sáng nay ngày 8 tháng 3 tại phiên tòa xét xử vụ án sai phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB. Hội đồng xét xử tiếp tục với phần xét hỏi đối với hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 84 đồng phạm. Phóng viên Quang Duy sẽ đưa tin cụ thể hơn từ hiện trường. Thưa quý vị, tại phiên tòa xét xử ngày thứ tư, thì Hội đồng xét xử đã thẩm vấn được hơn 60 trên 86 bị cáo. Đối với 5 người đang bỏ trốn, tòa công bố kết quả điều tra. Đa số các bị cáo đều bình tĩnh trả lời các câu hỏi của tòa về hành vi và động cơ thực hiện sai phạm của mình. Và trong phần xét hỏi bị cáo Dương Tấn Trước, Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt, khai được Trương Mỹ Lan thưởng 1.500 tỷ đồng khi hỗ trợ pháp lý, xin cấp phép cho bà Lan ở hai dự án Mũi Đèn Đỏ và dự án Sài Gòn Bình An. Với số tiền này, thì Trương Mỹ Lan cũng chỉ đạo đồng phạm tại SCB cho Công ty Tường Việt vay 1.500 tỷ đồng. Dù các tài sản đảm bảo không đúng, không phù hợp, nhưng thực chất là rút tiền từ SCB để Trương Mỹ Lan cho Dương Tấn Trước 1.500 tỷ đồng. Và thực tế là đã giải ngân được 1.498 tỷ. Ngoài ra thì bị cáo Trước còn nhận của bị cáo Trương Mỹ Lan hơn 2.204 tỷ đồng và bị cáo xin nộp số tiền này. Còn bị cáo Bùi Anh Dũng, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB là người đã giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan gây hậu quả thiệt hại cho SCB 187.000 tỷ đồng. Bị cáo Dũng cho rằng được Trương Mỹ Lan cho 40 tỷ đồng vào dịp Tết 2020-2021, hiện gia đình đã nộp 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả, còn 35 tỷ đồng còn lại. Rất nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đang chậm tiến độ và thậm chí là đắp chiếu dài ngày vì đói nguồn đất cấp. Vậy thì nguyên nhân do đâu? Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào? Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại đây. Đây là dự án đường Hùng Vương kết nối hành lang kinh tế Đông Tây và khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đi qua thành phố Đông Hà và huyện Triệu Phong. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 120 tỷ đồng từ vốn vay ADB và vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam. Dự án này nhiều năm qua đã phải đắp chiếu
dừng thi công do không có nguồn đất đắp mặt bằng. Và đây không phải là dự án duy nhất tại Quảng Trị. Còn đây là khu vực mỏ đất Phong Bình 1 thuộc huyện Gio Linh, có tổng diện tích 25 hectare, trữ lượng là 1,1 triệu mét khối. Tuy nhiên, hiện khu vực mỏ đất này có khoảng 40 hộ dân đang canh tác trồng rừng, nên chưa có mặt bằng để khai thác đất mỏ được. Công ty đã làm thủ tục xong và đã trúng được cái mỏ đất này. Nhưng mà trong quá trình là đã trúng quá trình để mà giải phóng được mặt bằng thì do vướng quá nhiều hộ dân nên công ty không thể tiếp tục để mà khai thác được, không có cái mỏ đất để mà khai thác, ảnh hưởng rất lớn đến cái việc mà thi công của công trình. Các công trình là đòi hỏi cái vật liệu về san lấp về đất đá đất này thì rất nhịn lớn, nên là cái việc là ảnh hưởng đến cái công việc thi công công trình. Quảng Trị hiện có 66 mỏ đất được quy hoạch với tổng tài nguyên dự báo 50,715 triệu mét khối. Địa phương này đã đưa 27 mỏ vào đấu giá, song thực tế chỉ có 16 mỏ trúng đấu giá. Đáng nói hơn, trong số mỏ trúng đấu giá này có 9 mỏ làm hồ sơ để cấp quyền khai thác. Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị xác nhận có nhiều vướng mắc xảy ra nên Quảng Trị đang thiếu đất san lấp. Nhà nước không thu hồi đất mà giao cho các doanh nghiệp từ thỏa thuận với các chủ đất. Như vậy rất là khó khăn. Có những cái mỏ có thể đấu được nhưng không thỏa thuận được người dân vì người dân đòi rất là cao. Cho nên đẩy cái này làm rất là khó khăn. Một cái vấn đề nữa đó là cái nộp tiền cấp phép một lần. Như vậy thì hiện nay các doanh nghiệp cũng đang khó khăn. Khi mà nộp tiền một lần thì số tiền lượng rất là lớn, do vậy người ta cũng rất là cảm thấy khó. Do vậy là vừa qua thì có cái 6 cái mỏ mà người ta đấu rồi mà người ta không tham gia để làm các thủ tục hồ sơ đảm bảo thì đó là các cái nguyên nhân để làm như vậy. Thiếu đất làm vật liệu san lấp trầm trọng diễn ra trong nhiều năm qua tại địa bàn Quảng Trị. Nhiều dự án trọng điểm dở khóc dở cười đành phải đáp chiếu, trễ hẹn với tiến độ kéo dài chờ đất san lấp. Việc này không chỉ đang gây khó khăn và tốn kém cho doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng đến việc triển khai, phát triển kinh tế của địa phương và làm ảnh hưởng đến uy tín đối với đối tác, đặc biệt đối với các dự án vay vốn từ Ngân hàng Thế giới ADB. Thổ Châu được coi là điểm xa nhất ở cực Tây Nam của Tổ quốc. Xã đảo Thổ Châu có diện tích lớn nhưng vì địa lý xa xôi, di chuyển cách trở nên làm hạn chế sự phát triển kinh tế xã hội, nhất là lĩnh vực giáo dục. Sự tâm huyết và tấm lòng của cô giáo trẻ nơi đây đã góp phần mở ra cánh cửa hy vọng cho các em. Nguyễn Thị Thu Lam, cô giáo trẻ nhất trong số 30 giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở Thổ Châu. Từ quê nhà Kiên Giang, cô giáo sinh năm 2000 phải đến Thổ Chu bám lớp. Hàng ngày chuyên chở con chữ tri thức đến với học sinh nơi biển đảo Tây Nam của Tổ quốc. Với Lam, hành trình đến với Thổ Chu như một cái duyên. Năm nay nào em có học chung với lại cô có từng dạy ở đây, có từng ra đây công tác được 2 năm, rồi cổ đi về bờ, rồi cổ giới thiệu cho em, hỏi em có muốn đi ra đảo hay không, ra đảo công tác hay không. Thì em nói là em đi, em chưa biết Thổ Chu là như thế nào, đi về đây rồi đưa em về nhà công vụ để ở, rồi dẫn em bên trường giới thiệu cho học sinh, giới thiệu các thầy cô. Gần nửa năm gắn bó với Thổ Chu, càng gắn bó với nghề, làm lại càng yêu quý những đứa trẻ ở đây. Các em hồn nhiên, vô tư và trong ánh mắt lúc nào cũng ánh lên niềm hy vọng, khiến cho những người làm nghề nhà giáo có thêm niềm tin, động lực để gắn bó với hòn đảo này. Ở học trò ở đây thì điều kiện chị thấy nó cũng khó khăn đó, nhưng mà nó lại hiểu giáo viên, nó rất là thương giáo viên. Có một lần cô anh sinh hoạt dưới cờ đó, cô anh hỏi cô nào mà ra đây rồi xa gia đình ra đây để dạy cho mấy em, thằng nó trả lời tên em, lúc đó em xúc động lắm, nổi da gà, thương đứa nhỏ. Năm 1993, tỉnh Kiên Giang đưa 17 hộ dân ra đảo. Đến nay xã đảo có hơn 500 hộ dân với gần 1.900 nhân khẩu. Từ hai phòng học đơn sơ, từ năm học 1994-1995, đến nay trường tiểu học và trung học cơ sở Thổ Châu thuộc xã Thổ Châu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã được xây dựng khang trang với hơn 30 giáo viên tâm huyết bám đảo để dạy chữ, rèn người. Năm 1992 thì Ủy ban dân tỉnh là cử cán bộ để mà đưa cái đoàn ra để mà thành lập xã. Ngày 24 tháng 4 năm 1993 thành lập xã Thổ Châu, là trên cái diện tích nguyên cả vị trí là gồm có 8 hòn đảo. Hiện nay dân trên xã là 1.899 khẩu với hơn 500 hộ dân.